Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, mình mới được xem một cái video clip ca sĩ Đan Nguyên về Việt Nam đi làm từ thiện và thăm thân nhân. Được biết rằng là Đan Nguyên là một ca sĩ trẻ ở hải ngoại, bây giờ cũng không còn trẻ giống như ngày xưa nữa đâu. Tại sao mình nói lý do đó thì chút xíu nữa mình xin được chia sẻ, bởi vì mình cũng có làm việc với chung với Đan Nguyên lâu lắm rồi. Hay tin em về Việt Nam rồi đi làm từ thiện, đó là một cái việc làm mà một cử chỉ mình làm rất là nhân văn, khi mà Đan Nguyên cùng với lại hình như có nghệ sĩ ca giọng cổ là Kim Tử Long, chứ không phải là Kim Tử Long nha, Kim Tử Long cũng ở hải ngoại, đi về và cùng với lại Đan Nguyên đến chùa nghệ sĩ ở Gò Vấp để thăm viếng những nghệ sĩ lão thành ở đó. Thì mình có thấy là có nữ nghệ sĩ Diệu Hiền ở đó, rồi Đan Nguyên cùng với lại những anh em ở hải ngoại ghé qua để giống như là một cái mừng tuổi gì đó. Vâng, mừng tuổi thì Tết mới là mừng tuổi, nhưng đây cũng là một cái hình thức mừng tuổi các bậc nghệ sĩ. Vì chúng ta, ai mà ở trong làng văn nghệ thì giống như là kính lão đất thọ gì đó các bạn. Thường thường bên giọng cổ thường thường kêu mấy người lớn tuổi mình bằng cô chú đó, hay là hay gọi kêu bằng mẹ hoặc má hoặc ba lắm. Vâng, bên ca nhạc thì cũng có nhưng mà hiếm hơn, rất ít hơn. Đã. Thì thấy Đan Nguyên về rồi đi làm từ thiện rồi trao quà cho các nghệ sĩ thì cái điều này mình thấy nó cũng rất là hay. Nếu mà Đan Nguyên đã ra khỏi nước từ hồi còn nhỏ lần, mình cũng có gặp cha mẹ của Đan Nguyên rồi, cũng cách đây đâu lắm ngay, chứ không phải ngay hồi lúc mà Đan Nguyên hát show cho mình. Mình thấy những người mà ca nghệ sĩ trẻ tuổi ra ở nước ngoài lúc mà còn bé chưa có định hình mình sẽ là một ca sĩ, một nghệ sĩ thành danh mai sau, nhưng mà trải qua một dòng đời đưa đẩy đẩy đưa rồi trở thành một ca sĩ, rồi bây giờ nhớ nguồn gốc tổ tiên, rồi nhớ tổ nghệ sĩ ca sĩ thì có lòng rồi về đến chùa Gò Vấp để thăm những bậc lão thành thì là một tấm lòng rất tốt. Mình thấy là những ca nghệ sĩ trẻ ở hải ngoại nên không phải gọi là bắt chước thì hơi quá đáng, nhưng mà mình cũng nghĩ rằng các bạn cũng nên có một tấm lòng giống như vậy, để chúng ta giống như là con người thì có cội có nguồn đó, thì chúng ta về thăm lại, biết đâu những bậc lão thành ấy sẽ có những cái kinh nghiệm trong show, trong làng giải trí văn nghệ, và sẽ chỉ dạy cho các bạn những cái kinh nghiệm mà các bạn chưa bao giờ từng có, phải không? Nói như vậy để chứng minh điều này, đây là một cái hình ảnh cũ. Hồi đó mình khi mà mình còn là bầu tèo á, bầu mà trong cái thành phố nhỏ nhỏ thôi, một hai ba ca sĩ, nhiều khi nhiều nhất là ba bốn ca sĩ thôi. Thì lúc đó thì mình làm thì có nhiều cái nhà bảo trợ, giống như những người làm kinh doanh nhân á, là làm nhà hàng rồi bán tủ bàn ghế, đại khái là những người buôn bán kinh doanh á, thì người ta sẽ bảo trợ cho mình, cho nên lúc đó làm ăn cũng làm show cũng được lắm, nhưng lúc này thì hết được rồi. Bây giờ thì đa số là ca sĩ chạy cho sòng bài. Đây là những hình ảnh mà hiếm hoi mà mình còn tìm được, thấy được đây. Đố các bạn Đan Nguyên nằm ở chỗ nào? À, phải không? À, đó cũng để tóc dài lắm phải không? Còn mình thì nằm đâu các bạn thấy rồi gì phải không? Đây là hình ảnh lớn hơn, khung hình nó lớn hơn chút xíu. Đó, hồi đó lúc này thì là năm 2005. Lúc này Đan Nguyên mới đầu chương trình giải karaoke tại thành phố của mình mà thôi.
Đó, trong chương trình này có Trường Vũ. À, đây là những hình ảnh mà ngày xa xưa mình còn giữ lại. Đó, các bạn thấy không? Đan Nguyên lúc mà hồi còn đó, tóc dài, dễ thương. Đan Nguyên thì một ca sĩ trẻ lúc đó cũng dễ thương lắm. À, mới lúc đó mới có hai mấy tuổi à. À, đi tập với lại những cái cô ca sĩ trong đây thì đó mình có là cái cô Thanh Thanh Huệ, Thanh Thanh Huệ chứ không phải là Thanh Trung Huệ nha. Rồi Lê Nguyễn Lưu dân ca chi bảo tại của Sacramento mình, rồi Như Thủy cùng với lại một số nữ ca sĩ khác thì mỗi lần mà đi tập nhạc á, mỗi đi tập nhạc thì mấy cô dành hát trước không à, dành vợt trước, tại vì vợt phải vợt từng người một. Ừ. Và thời gian giờ cũng mấy tiếng đồng hồ lận. Rồi Đăng Nguyên thì ở xa, ở cách thành phố mình tới hơn 1 tiếng đồng hồ. Về đây vợt để cho cái chương trình. Thì mấy cô dành vợt trước cái chơi, người Đăng Nguyên phải chờ đợi, trong khi chờ đợi buồn ngủ quá, phải ngủ phải nằm trong một cái xó kê mấy cái gạch cà tông nằm ngủ chầu eo như con tôm vậy. Lúc đó tại chưa nổi tiếng mà chưa có ai biết hết trơn mà. Mà giọng ca lúc đó cũng là khá lắm rồi. Đã giỏi lắm rồi. Rất là hiền lành. Đáng lẽ là Đan Nguyên phải ở xa tại đây tập vợt thì phải cho tập trước, nhưng mà mấy cô cứ dành tập trước không à. Thì Đan Nguyên cũng cười cười nói thôi để cho mấy cậu tập trước đi, em về sau cũng được. Rồi lúc qua anh em cũng làm việc với nhau qua những cái đám cưới này kia nọ đó, rồi đi hát đám cưới này kia nọ đó. Lúc này là Đan Nguyên năm 2005, mới đó mà đã 17 năm trôi qua rồi. Hồi đó cái cô này nổi tiếng hơn Đăng Nguyên nhiều, cô Như Thủy. Và hồi đó thì cô nổi tiếng hơn Đăng Nguyên rất nhiều lần. Còn bây giờ thì Đăng Nguyên nổi gấp 100 lần như vậy luôn. Cuộc đời mà các bạn hát, cuộc đời nghệ sĩ, có người có duyên làm nghệ sĩ, có duyên làm ca sĩ, và cũng được may mắn nữa. May mắn là Trúc Hồ đã khám phá được cái giọng hát của Đăng Nguyên khi mà Đăng Nguyên đi thi một cái karaoke hay giọng ca vàng ở một thành phố khác, đó là thành phố San Jose. Lúc đó thì Trúc Hồ làm giám khảo và phát hiện ra được giọng ca này, cho nên đã mời về Asia. Cho nên và từ đó thì Đan Nguyên giống như là cọp mà có thêm cánh nữa, vỗ cao lên trên bầu trời văn nghệ ở hải ngoại luôn. Rồi sau này cái Đan Nguyên mới đầu quân cho Trung tâm Thúy Nga. Nói về Đan Nguyên cũng chịu cực chịu khổ lắm. Thật ra rất là đam mê văn nghệ và hiền lành. Đã đi thi đủ thứ chỗ hết, ở thành phố nào mở ra giọng ca vàng hay là karaoke hay là gì là Đan Nguyên đi thi hết, và đi đâu thi chỗ nào cũng được hạng nhất hết trơn á. Hạng nhất và hạng cũng có hạng nhì nhưng mà hiếm lắm, đa số là hạng nhất. Cái bản nào mà ăn khách nhất của Đan Nguyên lúc đó là Tình Cha của Ngọc Sơn đó. Vâng, lần này trở về thăm quê hương, thăm thân nhân và làm những việc giống như là đi làm từ thiện cho những người nghèo khó ở Việt Nam, cũng như đến chùa nghệ sĩ đã giúp đỡ những bậc tiền bối. Như vậy là mình thấy ca sĩ trẻ cũng có một cái tấm lòng cho những người mà trẻ tuổi ở hải ngoại này. Nếu chúng ta thành đạt bất cứ cái ngành nghề nào thì chúng ta cũng đừng nên quên cội quên nguồn, vì chúng ta là người Việt Nam. Đấy, cái đó là mình thích trong cái những cái em sau này lớn tuổi lên, biết cách cư xử và kính trên nhường dưới, học tập đạo đức, đó là cái tốt nhất, phải không các bạn ha? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về Đan Nguyên, về Việt Nam đi làm từ thiện. Và đây đây là hình ảnh mà Đan Nguyên đi làm từ thiện đây. Không phải là mình PR cho Đan Nguyên nhưng mà tánh tình của người này rất là dễ thương các bạn. Hòa nhã lắm. Đối với đồng nghiệp cùng trang lứa với nhau rất là hòa nhã, dễ thương. Rất là chịu khó nghe. Muốn mà tiến thân tới mức độ này là bạn phải trải qua một cái giai đoạn rất là cực khổ gian nan, đi đây đi đó không quản ngại đường xá xa xôi hoặc là bất cứ cuộc thi nào cũng phải tham gia hết, rồi sau đó được rèn luyện
nhờ những nhạc sĩ có tiếng ở hải ngoại và bây giờ Đăng Nguyên đã thành công. Vâng, mến chúc cho Đăng Nguyên thăng tiến trên con đường nghệ thuật của mình và mong em sẽ trở về Việt Nam thường hơn hay là có những cái show ở Việt Nam, tại vì khán giả Việt Nam rất thương mến Đăng Nguyên, một giọng ca trẻ đẹp trai và có một chất giọng ấm áp, buồn và một cái tướng gương mặt với cái tướng rất là lãng tử đẹp trai nữa, không quý vị. Vâng, chúc tất cả đại gia đình của chúng ta một ngày thật vui vẻ, bình an và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau.